khám phá hầm trú ẩn hạt nhân sức chứa 2.700 người tại Nga. Hầm trú ẩn hạt nhân của Nga nằm sâu gần 200 mét dưới mặt đất. Các bức tường thép dày hơn 0,6 mét đủ chỗ cho 2.700 người lánh nạn nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân trở thành hiện thực. Địa điểm trong tấm hình là khu đại sảnh nơi mà người dân đi qua đầu tiên để các nhân viên an ninh thu thập thông tin. Một nhân viên đang hướng dẫn cách mặc đồ bảo hộ chống phóng xạ. Hầm trú ẩn gồm các thiết bị như máy phát điện chạy bằng diesel, bơm nước, đồ bảo hộ chống phóng xạ và chất độc hóa học, giường gỗ để ngủ. Cảnh sát Moscow hướng dẫn người dân về những tình huống có thể xảy ra trong chiến tranh. Nếu xuống hầm, mỗi người dân có khẩu phần 3 bữa ăn và 3 lít nước mỗi ngày. Hầm cũng gắn máy điều hòa, 75 nhà vệ sinh và một nhà tắm rộng đủ cho 200 người cùng lúc. Lối vào hầm trú ẩn số 1 tại Moscow. Nhân viên y tế trong hầm bên bộ dụng cụ mà họ sẽ dùng để chăm sóc cho những người bị thương hoặc là đau bệnh. Một xe cứu thương đời cũ để chuyên chở bệnh nhân. Nhân viên an ninh canh gác tại hầm bên cạnh những dụng cụ phát hiện phóng xạ đời cũ và mặt nạ chống khí độc. Một nhân viên hướng dẫn cách mặc đồ bảo vệ tại hầm. Sơ đồ toàn cảnh hầm trú ẩn hạt nhân số 1 tại Moscow.